hãy nghĩ về cái ngày mà mình phải viết một cái di chúc để mình à, đi qua bên kia chân núi mình kết thúc cuộc đời của mình thì mình sẽ nghĩ rằng những cái điều gì mình để lại cho thế gian này mình nghĩ về cái chết tức là mình nghĩ về cuộc sống tại sao chúng ta lại phải sợ một điều mà chắc chắn chúng ta đã biết là mình sẽ gặp cái, cái nỗi sợ hãi cái chết của con người là vô lý trong hệ thống giáo dục á một ý niệm về cái chết nó làm cho cuộc đời trở nên rất là u ám một cách không cần thiết Phải dạy hướng dẫn cho những người học trò nếu người còn còn nhỏ còn trẻ tuổi đó họ hiểu ý nghĩa cuộc sống và thông qua đó sẽ hiểu được ý nghĩa của cái chết. podcast mùa 2 tập trung khai thác các khía cạnh khác nhau về giáo dục từ những tư duy mới, xu hướng mới và những đổi mới sáng tạo trong giáo dục được chia sẻ bởi các chuyên gia, nhà hoạt động giáo dục và những nhân vật có thành tích nổi bật độc đáo trong lĩnh vực giáo dục nhằm đem lại những cái nhìn mới để bạn bắt đầu hành trình học tập suốt đời. Mình là Hải Trường, host của chương trình. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với podcast Talk Show uh, mùa 2, mình là Hải Trường, host của chương trình và trong mùa hai này thì chúng tôi sẽ tập trung vào các nội dung liên quan tới giáo dục nhiều hơn nữa à, và hôm nay thì là một cái chủ đề mà trường cho nó rất, rất là rất rất là quan trọng trong một vài những cái năm vừa rồi thì mình tham gia rất là nhiều những cái chương trình liên quan tới lãnh đạo và trong đó có một cái bài tập đó là hãy nghĩ về cái ngày mà mình phải viết một cái di chúc để mình à, đi qua bên kia chân núi mình kết thúc cuộc đời của mình và cái bài tập đó làm cho mình nghĩ rất nhiều về việc làm sao để có thể à, sống một cái cuộc sống tốt hơn nên mình cho rằng là cái sự tư duy về cái chết à, cũng như là nhìn vào cái chết dưới lăng kính giáo dục và triết học sẽ làm cho chúng ta à, có thể nhìn thấy nó à, một cách à, rõ ràng hơn một cách khác đi à, so với những gì mà chúng ta trước đây từng nhìn nó để qua đó sống một cái cuộc sống tốt hơn và không ai khác hơn thì trường chỉ nghĩ tới một người để có thể chia sẻ về nội dung này thôi đó là thầy dương ngọc dũng và thầy cũng đã xuất hiện ở Thought Show mùa 1 um, với cái chủ đề về bản ngã. Và như trước đó trường cũng từng giới thiệu thì thầy là tiến sĩ tôn giáo tại Đại học Boston. Và trước đó thầy cũng học ngành đông phương học uh, tại Đại học Harvard. Và hiện tại thì thầy là tiến sĩ um, về triết học cũng như là giám đốc chương trình triết học tại Đại học Parsen. Uh, xin cảm ơn thầy Dũng đã đến với chương trình. Cảm ơn chủ tịch và đặc biệt là cảm ơn uh, hải trường. Cảm ơn Nam Mê Kitchen and Bar đã mang đến cho việc success một không gian trò chuyện vô cùng đẹp đẽ và thoải mái. Chào mừng thầy đã quay trở lại với mùa 2. Hôm nay mình nói về một cái chủ đề mà nó không phải là một chủ đề thường xuyên mà mọi người uh, nói một cách trực tiếp với nhau nhiều lắm. Mà có thể mọi người sẽ nghĩ về nó nhiều hơn. Nếu mà bây giờ mình đo từ cái thang từ 1 tới 10 thì thầy nghĩ về cái chết nhiều thường xuyên như thế nào? năm nay là mình gần 70 mươi rồi năm nay mình sáu rồi cho nên là có lẽ mình sẽ nghĩ nhiều hơn những người trẻ mình cho đó là xu hướng tự nhiên của con người thì khi bắt đầu mình cảm giác là mình đã đi qua ngọn đồi rồi bắt đầu mình bắt đầu suy nghĩ là mình sẽ gặp cái gì ở bên kia thì mình sẽ suy nghĩ nhiều hơn à, theo ý kiến mình thì mình có thể nghĩ rằng mình nghĩ là khá là nhiều có thể là trong khoảng sáu bảy gì đó trong nếu mà thang đó và cái ý nghĩ của mình nó luôn luôn là nó lại liên quan tới những đứa con của mình nhiều hơn đó là một điều rất là nghịch lý ví dụ như khi mà đi ngoài đường đó mình nhìn những cái cậu trẻ trẻ đó ở đâu rồi tuổi 20 rồi đó bóng xe mà không coi cái chết là gì đó thậm chí là họ thách đố thần chết nữa <laughs> chúng ta thường nói đùa là đua giải bàn thờ vậy <laughs> hai anh chàng đua nhau rồi chạy rồi, rồi, rồi nhanh rồi còn thậm chí là còn biểu diễn như cái trò mà mà rất là ghê gớm chạy ngược đồ. chiều rồi cao tốc và không được bảo hiểm rồi bất thì mình thấy rất đó là một điều nghịch lý là họ là những con người tràn đầy sức sống và theo giả định cứ theo giả định là chúng ta theo cái thống kê thông thường của của nhà nước á à, rằng là cái độ tuổi cái, cái 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 tuổi thọ của mình trung bình là khoảng 65 mươi à, lăm mà cái tạm rồi là nếu mọi điều kiện đều bình thường hết mà chúng ta sống một cuộc sống bình thường mà không có những cái chết mang tính đột tử đó thì có lẽ là anh chàng nó còn tới 45 năm nữa để sống Vậy mà người ta có thể bước bỏ 45 năm đó một cách rất là dễ dàng cái là làm những cái trò rất là mạo hiểm Sau khi một người mà đã lớn tuổi như mình rồi đó, đó Thì lại rất là sợ chết Tại vì thấy cái ngày đó đến gần rồi Nếu như một cái giờ hẹn với thần chết thì cuối cùng thì cũng phải đến thôi Đã tới giờ hẹn rồi Anh chuẩn bị đi là vừa rồi, bạn thì, như, thì cái người lớn tuổi đó đáng lẽ là họ đáng lý ra đó họ phải đi tới cái cuộc hẹn đó một cách bình tĩnh bởi vì tăng nào họ nó sống những phần ngon lành hết rồi anh đúng không <laughs> thì cái phần còn lại là những ngày còn lại là những ngày lời mới đúng ví dụ như nếu mà theo, theo cái theo cái cái thang bậc đó 65 đó thì mình đã qua rồi thì nó mình sáu chín rồi lời đến 5 năm rồi ok <laughs> tức là tức là mình lời rồi những ngày còn sống của mình là những phần lời và mình mình phải là liều mạng mới đúng thoải mái nhờ chơi xả láng luôn mới đúng là bởi vì mình đâu còn gì để, để tiếng núi nữa đâu thì ngược lại nha những người già đấy thường lại rất là sợ chết cái ngày cái ngày hẹn cuối cùng đó thì hàng ngày, ngày là họ, họ rất là sợ trong khi những người lại còn một khoảng thời gian tới 45 năm nữa để sống mà để hưởng thụ nè để học hỏi nè để tìm hiểu thế giới này nè phát hiện bản thân mình xây dựng mối quan hệ mới những con người đó lại sẵn sàng vứt bỏ nó một cách rất là dễ dàng đó là điều nghịch lý trong cuộc sống là những người càng trẻ bao nhiêu thì còn càng khinh thường cuộc sống với nhiêu còn những người mà lại càng lớn tuổi đáng lý ra là anh phải bây giờ mới là tôi thoải mái nè bây giờ mà mình chạy đường cao tốc mà không được bảo hiểm mới đúng là bởi vì đằng nào nó mình ngồi có mấy năm rồi để sống thì thì đặng nào cũng chết mà sợ gì? trong khi mình để mình mình thấy là cái nên 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 một mặt ở đó suy nghĩ về cái chết của bản thân á, rất là đồng thời là suy nghĩ về chính bản chất của cuộc sống. thật ra nó là nó là nó là nó là hai mặt của cùng một vấn đề thôi. mình nghĩ về cái chết tức là mình nghĩ về cuộc sống. thầy nhắc tới một cái từ đó là sợ sợ chết. thầy có thể lý giải nó theo một cái cách và nó 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 khoa học nó mang tính tiến hóa được không tức là tại sao chúng ta lại phải sợ một điều mà chắc chắn chúng ta đã biết là mình sẽ gặp nó? nếu mà lóc vào khoa học á thì việc sợ hãi cái chết mà nó mang tính bản năng động vật chúng ta thấy là những con chó Hoặc con mèo nó 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 lại cái chết của nó ví dụ cái cảm giác của nó 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 biết trước luôn bằng cách bằng vật và những cái tiếng con chó nó tru lên nhớ hả rất là sợ hãi hoặc là những con chó người nào mà có nuôi chó nhiều mà trong nhà đó và con chó cái ngày nó sắp chết đó, nó, nó 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 thái độ nó biến đổi hẳn luôn hoặc là nó nằm lì một chỗ hoặc là nó không có làm gì hết nó không đưa cơm tới, nó không ăn luôn nó bỏ cơm nó không ăn đó. cái cái cảm nhận đó mang tính động vật đó còn tức là con người hình dung được cái cái, cái sự kết thúc mặc dù mình không có tin lắm vào khoa học thì chúng ta thấy rằng là cái bản năng đó theo cái góc độ à, tiến hóa thì ban đầu á con người là gần như một trăm phần trăm ở động vật thì quá trình tiến hóa giờ giờ mới trở nên người thôi ví dụ chúng ta đi thật sự trở nên người và cách đây khoảng bảy 000 ngàn năm thôi con người homo sapiens xuất hiện á thì lúc bây giờ chúng ta mới bắt đầu mới có những cái cảm thụ văn hóa bắt đầu uh, nghĩ về cái chết hay này kia còn trước đó mà chúng ta là bản năng động vật á thì chúng ta không có nghĩ ta không có tư duy về cái chết ta đi cảm nhận nó bên trong nội thân mình Thì cảm thấy là một cái gì đó đang một cái thay đổi rất là lớn gần như là các cái các cái hệ hoạt động trong cơ thể chúng ta nó nó có những cái tín hiệu báo động cho biết là nó sắp xếp đạo động lại rồi thành ra nó mang cái tính bản năng thuần túy mà do bản năng thuần túy thì không còn gì không có gì để bàn hết tại bản năng thuần túy thì chúng ta đâu có tư duy đâu con người bắt đầu bắt đầu con người tư duy về việc đó đó nhớ yeah. thì con người bắt đầu mới khi con người con người thông minh nó bắt đầu tư duy về đó thì là những cái dấu hiệu tư duy đầu tiên của họ là bắt đầu họ họ kể những câu chuyện thần thoại, nhất là sự sống đến từ đâu và cái chết là cái gì. Thì những câu chuyện thần thoại đó cho thấy rằng là có con, con người đang tìm cách lý giải cái sự kiện đó. Cho nên đó, cái tư duy con người nó bắt đầu khi con người không còn coi một cái điều gì đó là tự nhiên nữa. Cho nên cái sự khác biệt lớn nhất giữa con người và loài động vật đó là tự ý thức. Là con người á là con vật duy nhất có thể nghĩ về bản thân mình, lấy bản thân mình làm đối tượng của tư duy là cái điều duy nhất như con mèo nó không hề biết nó là con mèo nhưng người mình, mình, mình biết mình là ai thành ra mình mới hình dung được cái chết của bản thân vậy mình dung được thì do đó cái nỗi sợ hãi đó con người muốn biết là tại sao mình phải chết về ý nghĩa của cái chết là gì chính vì vậy đó cái 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 cái, cái suy tư về cái chết nó chỉ bắt đầu khi người có một trình độ trí tuệ phát triển nhất định con người mới suy nghĩ về toàn bộ cuộc sống của mình rồi bắt đầu mới nghĩ là tại sao chúng ta phải kết thúc cuộc sống đó đây là những câu chuyện thần thoại ban đầu để nhằm giải thích cái chuyện đó con người sinh ra ví dụ nha, trong kinh thánh á có câu chuyện về Adam Eva, thì do ăn trái cấm bị đuổi ra khỏi nơi đó. Còn nếu ở trong thiên đường là mãi mãi bất tử, mãi bất tử. À, nó nó đâu có chết đâu, nhưng mà là do cải lệnh của của Thiên Chúa bị đuổi trục xuất ra khỏi vườn địa đàng, bắt đầu một cuộc sống gian khổ và phải kết thúc bằng cái chết. Cái chết giống như một sự trừng phạt. Ừ. Cái chết ta được 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 hiểu như một sự trừng phạt. Ờ. Thậm chí là thậm thậm chí là ở trong một số các cái truyền thống đó. Uh, họ cho rằng là cái 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 chết đó do một lỗi lầm của một vị thần linh thần linh nó xuống để mà đem lại cái sự bất tử cho con người nhưng mà do đem lộn cho con rắn chẳng hạn con rắn thì lột da sống đời và Con người thì phải chết chẳng hạn như đó uh, tức là tức là qua những câu chuyện như vậy đấy là một á là đổ thừa cho một cái trục trặc nào đó trong cái hệ thống trong chung của vũ trụ đại diện bởi các thần linh Còn một mặt hay là cho rằng là đó là sự trừng phạt con người trước đây sống rất là lâu nếu chúng ta coi là những cái việc thoại ngày xưa đó con người những con người ông bành tổ rồi đó ờ, à, à, ông sống tới cả ngàn năm ông bành tổ chết vào lúc năm trong kinh thánh à, ông ông gì đó ông tổ gì của Abraham chết lúc tám và chín mấy tuổi rồi đó à, tức là gần như một cái gì đó rất là phổ biến trong các cái trong cái thần thoại của từ thần thoại của Bắc Âu tới thần thoại của Đông Á thì con người trước đây sống rất là lâu thậm chí là bất tử đó ngay trong Việt Nam mình có những cái chuyện như là tuyên trên trời xuống đó đó tuyên trên trời xuống mà tuyên trời xuống cái kết hôn với người trần người trần rồi sau đó là phải lên trời trên trời đó lại, là... đó rồi tới 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 cái ngày đó này là vẫn còn sống là bất bất tử trên trời là bất tử mà đó, vẫn có tạo ra mưa ngâu này mưa ngâu tức là khóc mà, của, của, của của chức nữ khóc để nhớ ngưu lan như này vân vân thì những câu chuyện đó nó phản ánh một cái một cái tâm thái và một cái triết học cho rằng là là chúng ta đã bản thân chúng ta đã tự làm mất cái sự bất tử của chính mình thậm chí trong truyền thoại của Anunnaki đó thì nói rằng là chúng ta là bất tử nhưng mà chúng ta đã đã làm cho các vị thần linh nổi giận về những tật xấu của mình các thần linh đại diện là Anunnaki đã bỏ đi mà đã tước mất cái sự bất tử của chúng ta thậm chí, chí, chí là còn 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 tìm cách tiêu diệt ở trái đất trong như vụ hồng thủy hay là những cái vấn đề đẹp còn để lại trong cái thần thoại cổ đại đó cho cho thấy rằng là gần như có thể thống nhất một điều rằng là cái chết là một sự dừng bạc đối với quan điểm đó và đối với quan điểm phụ về khoa học thì hết sức là đơn giản cái chết là sự kết thúc của một quá trình và với quan với quan, điểm mới hiện nay thì cái chết nó không nhất thiết bị kết thúc tại vì nếu mà chúng ta phát hiện ra là cái chết đó là một cái lệnh được ghi trong ADN của mình thì họ có thể sửa cái lệnh đó ừ. họ có thể chỉnh sửa cái lệnh đó Vậy ADN của mình nó báo là tới lúc đó phải lão hóa bắt đầu à, quá trình bắt đầu trên 40 tuổi đã bắt đầu phải lão hóa rồi à, thì các cái cái các cái, cái, tế bào tự do trôi nổi trong cơ thể và đã tạo thì cái những tế bào nó bị bị oxy hóa và nó nó già đi cái quy trình già đi này nó thi ở chỗ là các loại melatonin trong cơ thể mình nó tỷ nó hạ hấp xuống và lúc mình mới sinh ra melatonin rất là nhiều đó, như bắt đầu khoảng cái độ tuổi khoảng từ sau sau 45 50 đó thì cái lượng sản xuất melatonin bắt đầu giảm xuống rất là nhiều trong cơ thể của chúng ta. Thì thành ra là các nhà khoa học á họ cho rằng melatonin là cái chất có thể phục hồi mà nếu mình re nó có thể làm đảo ngược quá trình lão hóa của con người và cái là đưa melatonin nhân tạo từ bên ngoài đưa vào và những cuộc khảo cứu về tế bào gốc và, và melatonin hiện nay nó cho thấy rằng là cái đối với các nhà khoa học họ tin rằng là, là quy trình này có thể đảo ngược thậm chí là ngừng lại luôn dừng lại Đó, tại vì những cái lệnh á được ghi chép thậm chí các nhà khoa học còn cho rằng là trước trong quá trình sao chép adn từ từ bố mẹ sang con cái đó, chẳng hạn như vậy đó, nó bị mắc lỗi, nó mang, mang những cái lỗi của bố mẹ qua cơ thể chúng ta. thí dụ như người cha mà nếu mà mà sinh con lúc còn còn đã, đã lớn tuổi rồi đó, thì tất cả các lỗi đều chép trong ADN hết. chuyển chuyện là đứa trẻ đó sẽ mang những cái bệnh như người cha nó mang tiểu đường và huyết áp thì nó mang cái bệnh nó qua cho đứa trẻ luôn. Thì bây giờ khoa của dân phải chặn được cái đó khi nó phát hiện ra những những những, những cái nhiễm sắc thể nào nó mang đúng cái gen nào nó mang đúng cái đó, nó loại bỏ ngay từ đầu luôn. À, tức là khi mà bắt đầu là là bắt đầu có thì bắt đầu họ sẽ xử lý vấn đề luôn như vậy cứ việc mà trong tương lai con người sẽ sống có hai ba trăm năm là một chuyện khả khả thi và có thể bất tử là một chuyện không phải là một giấc mơ quá xa vời nữa trước đây rồi cho đó là những cái chuyện đó, nó 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 là những chuyện phù phiếm mà tưởng tượng con người khoa học giả tưởng thôi thì bây giờ là đó là một vấn đề nghiêm túc là con người có thể có thể giống như ráng luật da sống đời mà, hay là gì đó tại vì một khi đã đã thành công trong việc mà giải mã xong bản đồ gen của con người đó thì họ xuất hiện như cái gen nào nó mang tính phá hoại đó nó sẽ loại bỏ cái gen nó mang tính làm cho già đi da nhăn rồi nổi đôi môi hoặc là làm cho càng ngày thì nó trục trặc lên những cái van viết của quả tim nó bị hư hỏng và những loại tế bào tự do nó chạy một cách hỗn loạn trong trong cơ thể chúng ta sẽ được điều, điều chỉnh và khắc phục theo những lệnh mới mình sẽ viết lệnh mới cho ADN của mình nỗi sợ hãi cái chết của con người là vô lý. Em có thấy hơi buồn cười ở chỗ là mọi người hay đổ thừa cho một cái kiếp trước vào đó vì ừ. kiếp trước tôi đã chấm ba chấm nên là bây giờ tôi ừ. mới như thế này ừ. và tất cả những gì mình làm bây giờ lại để là để vậy cho kiếp chận. sau. Tức là còn cái khác hiện tại thì mọi người lại không tập trung vào. Ừ. Mình có thấy điều đó nó hơi nghịch lý hay không? Cuộc sống là một quá trình liên tục, cái chết hay là sự sống chỉ là cái tên mình đặt cho quá trình nó thôi. Thú vị. Bây giờ nói về cá nhân thầy thì thầy có À, vui vẻ tận hưởng cái việc mà lão hóa và già đi không hay là thì vẫn muốn là mình à, được lão hóa ngược hay đương nhiên là đó là giấc mơ của của tất cả mọi người mình cũng mong muốn được trẻ lại như tất cả mọi người khác à, đó đều chắc chắn nhưng mình nghĩ là cái điều đó chắc là phải còn thêm một hai thế kỷ nữa thì mới hy vọng đạt đến còn hiện nay thì chúng ta cũng phải chấp nhận những cái điều kiện à, mà trước học gọi là những điều kiện biên cương Uh, thêm một danh từ của Casper gọi là điều kiện biên cương có nghĩa là đó là một cái giới hạn nhất định uh, như là như Đức Phật đã nói là sinh lão bệnh tử Vì đó là những hoàn cảnh biên cương chúng ta phải sinh ra đời mặc dù chúng ta không mong muốn nó phải rời khỏi cuộc đời này mặc dù nó cũng không mong muốn uh, bệnh là chắc chắn hơi bệnh vì cái quá trình tiến hóa có thể do sự sao chép sai lầm, va nó phải dẫn tới những cái bệnh tật như vậy hầu hết các tôn giáo kể cả Phật giáo đều là những chiến lược chống lại cái sự nỗi sợ hãi về cái chết nó bằng tính mạng này đó. thành ra là đứng từ góc độ triết học Phật giáo đó, họ có hai cách để, để, để giải quyết vấn đề này cái thứ nhất là họ cho là cuộc sống là vô thường là trước sau phải chết như vậy thì không có gì phải sợ hãi hết để biết chấp nhận nó với một thái độ bình tĩnh an lạc thiền thì mình mới có là thậm chí là 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 bạn khi mà nó nhập thiền rồi đó thì cái chết là một ảo giác luôn nó là một ảo giác thật sự Mình nghĩ tới nó Nó chỉ là Ví dụ theo quan điểm của Phật giáo Nguyên Thủy đó Thì chúng ta thật sự không chết Chúng ta thật sự là bất tử Là bởi vì chúng ta vừa kết thúc một quá trình này Chúng ta lập tức Chuyển sang quá trình khác rồi Trong một sắc na mà thôi là đã chuyển qua một trạng thái khác Sắc na là Sắc na Sắc na là một cái đơn vị tính thời gian Của Ấn Độ Nó dưới là một, một nano dây vậy đó một khắc đúng không? À, giống như là một một phần tỷ của khắc luôn nó là đơn vị nhỏ nhất quan điểm của, của của, của Phật giáo rất là lạ luôn tức thời gian không phải là một dòng chảy mà được kết hợp bởi những điểm mỗi điểm gọi là một sắc này yêu cái đèn này á mình nhìn cái đèn này nha mình nhìn cái đèn mình có cảm giác là cái đèn này liên tục thật sự nó nó chớp và tắt nó tắt và chớp liên tục nó là một loại ánh sáng chớp và tắt theo những tần số liên tục nhưng con mắt thường chúng ta nhìn tao cảm giác là nó là mang tính ổn định thật sự nó không hề ổn định thì cuộc sống mình y hệt như vậy on tức là sống off là chết rồi lại sống lại từ đầu cuộc nói chuyện đến giờ là mình và trường đã chết điều sống lại rất nhiều lần rồi đó rất nhiều lần tạm sát na như vậy nó, tức là qua điểm phật giáo rất là luôn là theo họ đó thời gian không phải là một dòng chảy mang tính liên tục Mà nó vùng những địa điểm rồi nó và nhanh nó nhanh tới mức độ mà có cảm giác là liên tục vậy thôi cho nên khi mình vừa kết thúc điểm này thì rồi đã chuyển qua điểm khác rồi cái quan điểm thời gian nó kéo như vậy đó cho nên đối với quan điểm Phật giáo, họ muốn chứng minh rằng đầu tiên là vô thường, vô thường có nghĩa là chúng ta sống và chết trong từng khoảng khắc, ừ. Để di chuyển trong từng khoảng khắc như vậy, nó không có gì phải lo lắng về cái việc là là, là chết, là ảo giác nó nó, có, nó nó không hề nó, nó không hề có thật, nó là một trạng thái tâm lý mình nghĩ như vậy thôi, toàn nó đã chuyển di chuyển liên tục như vậy. cái um, cái chiến lược thứ hai chủ yếu là của Phật giáo đại thừa á, thì lại cho rằng là là Mặc dù là cái chết là một việc mà chúng ta không thể khắc phục được Nhưng ta sẽ cải thiện cuộc sống sau cái chết đó Bằng cái quan niệm lý thuyết về sự tái sinh Về luân hồi Thì mình tái sinh lại Thì như vậy toàn bộ cái 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 mục đích của cuộc sống tu tập Của cả, cả tại gia lẫn xuất gia là Chúng ta làm sao thay đổi cuộc sống của tương lai đó Nó mới là điều tốt đẹp Thành ra bây giờ bạn cuộc sống mà nó tốt đẹp rồi Cuộc sống kiếp sau của bạn còn tốt đẹp hơn và cuộc sống này bạn đưa được hài lòng lắm với nó thì cuộc sống sau này khắc phục những điểm đó đây thành, thành ra đó là hai chiến lược chính một cái là của tiểu thừa một cái là của đại thừa hai chiến lược này nhằm mục đích của họ làm sao đảm bảo rằng là con cái, cái nỗi sợ hãi cái chết của con người là vô lý em có thấy hơi buồn cười ở chỗ là mọi người hay đổ thừa cho một cái kiếp trước vào đó vì ừ. kiếp trước tôi đã chấm ba chấm nên là bây giờ tôi ừ. mới như thế này ừ. và tất cả những gì mình làm bây giờ lại là, là chuyện về kiếp sau tức là còn cái khác hiện tại thì mọi người lại không tập trung vào ừ. thì có thấy điều đó nó hơi nghịch lý hay không thì, thì được đúng là vậy cái bản chất của vấn đề nằm ở điểm là con người không bị ý thức được rằng là không bị ý thức rằng là chúng ta không bao giờ sống trong tương lai được chúng ta cũng không bao giờ sống trong quá khứ được cái điều, cái điều đặc biệt chúng ta bị giam cầm trong hiện tại chúng ta bị giam cầm ta bị đóng băng trong hiện tại bởi vì tất cả quá khứ chúng ta chỉ còn là một mớ ký ức mà thôi mà nếu ký ức đã bị phá hủy được cũng tiêu luôn Còn tất cả tương lai của chúng ta tức là, là tưởng tượng đó chúng ta không bao giờ không bao giờ sống trong tương lai được cuộc sống là một quá trình liên tục cái chết hay là sự sống chỉ là cái tên mình đặt cho quá trình đó thôi khi quá trình nó kết thúc mình gọi đó cái chết trong khi không một ai không một ai có trải nghiệm cái chết hết không có ai đó ta là tưởng tượng chúng ta tưởng tượng là ồ rồi lúc đó mình như vậy rồi họ run sợ rồi cúng bái làm đủ mọi thứ nhưng tới lúc thần chết đã đến rồi sách họ đi rồi đó thì họ không hề hay biết gì cả và kết cục cái đó là là một 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 cái khả thể mang tính bất bất khả thi một là possibility mà nó là impossible tức là khả thể là một điều có thể xảy ra tức là mỗi con người đều có thể chết đó là khả thể nhưng nhưng con người không có khả năng trải nghiệm nó bởi khi đã chết là đã kết thúc rồi là không còn gì nữa mà, mà mà mà, biết nữa đâu là, là, là các nhà cái học dùng cái từ rắc rối như vậy, vậy nó vừa là khả thể vừa là bất khả thể à, nó vừa là một là impossible mà là possibility tất cả người ta biết rằng là có thể chết có thể chết ngay từ lúc này ngày mai ngày mốt tuần sau năm sau và 10 năm nữa anytime ok nhưng mà khi nó xảy ra thì mình lại không biết gì về nó nên chết không phải là một phần của cuộc sống bởi vì nó đến rồi nó đâu phải là một phần của cuộc sống đâu mà bạn làm gì cho nó mệt thế nhưng mà tất cả mọi người đều rất sợ sợ cái chết tại nó dựa trên những cái trải nghiệm mà họ không giải thích được bạn thấy hiện nay cái tục lệ mà quấn sát thật là chặt vẫn còn ở một số dân tộc có phải là không nó 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 là di sản cũng nỗi sợ hãi là người chết quay trở lại họ muốn bó nữa, nó thật là chặt để người đó không còn nhúc nhích các cv qua trong có nhiệm vụ một trong những cái bài tập của cv là phải, phải trực nhà xác thì các cv đó là 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 chứng kiến nhiều hiện tượng và ban đầu họ rất là sợ hãi ví dụ như một cái xác chết đã để trong trên tên bàn đột nhiên nó thẳng luôn cái tay ra vậy à? tại cái có những những, những cái chuyển dịch nó cái tay nó thẳng ra hẳn như vậy hay nó có dập lại đó là những hiện tượng mà các người nào ở trong nhà xác đều thấy đó là chuyện bình thường và không có gì là ma quỷ trong đó cả đứng từ góc độ mà mình suy nghĩ cho cẩn thận mình thấy là, là cái chết đó nó không phải là một phần của cuộc sống Tại nếu người nào đó mà sợ chết đó, thì nó nó, rất, nó 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 rất là kỳ quặc chắc chắn là thầy đọc nhiều về tôn giáo này rồi triết học thì thầy cũng sẽ đọc qua những cái uh, nghiên cứu liên quan tới uh, cái chết của một số nhà tư tưởng thì cái quan điểm nào của nhà tư tưởng nào nó đồng nhất nó đồng điệu nhất với uh, cái suy nghĩ của thầy về về cái chết thì không dám tự hào là mình đọc hết mình chỉ đọc một số các triết gia mà mình ưa thích thôi ví dụ như là cái thiếu khách kỷ đó của Seneca một cái Radius, một cái ông hoàng đế La Mã đó, và Seneca là một triết gia nổi tiếng ông này nổi tiếng về thiếu khách kỷ các bạn thì hai người này đều là có những cái trầm tư nó chi phối tất cả cái, tư duy của phương đây đã được thể hiện trong cái câu mà memento mori đó memento là hãy nhớ rằng trước sau thì anh cũng phải chết mori là sẽ anh sẽ chết mori sẽ chết memento lại nhớ rằng hồi đó ở bên lúc mình nghiên cứu trước học la mã thì mình rất là thú vị trước một cái chi tiết rất là hay là sau một cái cuộc mà chiến thắng tại đế quốc la mã mà rất là chiến thắng thì phải diễu hành rồi mang đóng những cái tù nhân trong những cái xe đó đẩy về la mã để xử tử họ rồi bị kia hoàng đế đứng vô tay chào những cái dân đứng gỗ tay hoa hô ném hoa trên đường này kia thì sau lưng cái vị đó rất là phải có hoàng nô lệ đang đi sau lưng cái vị hoàng đế đó và rất là lạ luôn là bởi vì cái không thể nào mà ai được quyền đứng chung xe với lại hoàng đế hết ngay cả những chấp chít ngoan lớn nhất cũng chưa không được đứng sau lưng của hoàng đế à, nhưng mà nhiệm vụ của người đó chỉ để nói một câu vịnh bà vai của vị hoàng đế đó đó là, câu là memento mori hãy nhớ rằng anh cũng sẽ chết nó nhắc nhở vị hoàng đế đó là ngay trong giờ phút vinh quang nhất của cuộc đời mình mình cũng sẽ chết như những người mình sắp sự cái chết thần chết là con người công bằng nhất của thế gian nếu ta chúng ta hãy nhìn thần chết như là một vị triết gia vĩ đại nhất của thế giới này vì họ kết thúc cuộc đời tất cả mọi người đều như nhau giàu hay nghèo giỏi hay dở đàn ông đàn bà trẻ con hay gì đó không ai có thể van sinh ngài được khi ngài đã đến em có một câu rất là hay trong một cái bài thơ của của, của Shelley mình đọc mà mình còn học văn học Anh đó là thần chết đó là một cái the great leveler tức là một người một con người sang phản vĩ đại level tất cả đó là đạo đạo thì chỉ trong cái chết á tất cả chúng ta đều bình đẳng chúng ta là cái câu mà chứ tất cả mọi con người đều bình đẳng trong pháp luật á câu này chỉ là một ao ước hơn là sự thật tại vì những người mà giàu có có thể chạy án được ha ừ. à, thành ra là nói vậy thôi chứ tức là một ao ước của hệ thống tư pháp ao ước rằng những triết gia ao ước rằng là mọi con người đều được đối xử bình đẳng như nhau trước pháp luật đó là một ao ước nó được hiện thực hóa dần dần trong lịch sử của con người nhưng dù sao vẫn còn nhiều điều rất là bất cập à, là cái, cái cái công bình nó vẫn bị xảy thai thường xuyên trong lịch sử của loài người còn 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 à. còn, còn, còn còn cái gọi là thân chết là bình đẳng nhất thật sự như vậy và sắp sửa thì vai trò này chỉ có nhà khoa học trong một hai thế kỷ nhưng mà nó sẽ thay đổi thôi còn hiện nay thần chết vẫn là con người tất cả mọi người đều bình đẳng ở thần chết là không văn sinh gì được hết không có nào làm gì được hết không có mua chuộc bằng tiền được khi thần chết đã đến lôi anh đi rồi thì anh mới làm gì hết thì điều đó nó cho thấy một điều rằng là, ngay hoàng đế cũng không khác gì nô lại ừ, mà thầy thầy có cho rằng cái câu memento mori tức là hãy nhớ người sẽ chết ừ. nó có mang cái thông điệp gieo rắc cái sự sợ hãi đến người khác không? À, bây giờ trái là ngược lại, trái ngược lại hoàn toàn nhắc nhở chúng ta là cuộc sống giống như Phật giáo nó có một loại thiền nó gọi là Marana Sati trong tiếng Phạn á hoặc trong tiếng Bali á Marana cũng là chết và Sati là tưởng niệm chữ niệm á chữ niệm Sati á trong Phật giáo nó có nghĩa là thiền quán niệm là thiền ví dụ niệm Phật là thiền về mặt lấy Phật làm đối tượng đó là những đối tượng của thiền quán gọi là niệm à, niệm Phật niệm pháp niệm tay à, niệm tử Ok thì niệm Phật là tưởng nhớ về Phật Lấy lấy Phật làm đối tượng Của một cái đề mục Trong thiền quá Là thiền về Phật Ví dụ mà khi mình thiền về Phật Mình phải thiền về 80 dấu vết mà uh, quý tộc Đại uh, tiểu quý Và 32 tướng đại quý của Đức Phật Rồi tới niệm tử Niệm tử tức là lấy cái chết Marana làm đối tượng của thiền quán y hệt như memento phương tây có tiếng đọc là la, la, la mã có memento mori thì phật giáo có Marana Sati tức là lấy cái chết à, thậm chí là Đức Phật khuyến khích là các đệ tử này vào trong rừng nhìn một người đang chết một cái một cái thân thể đang thối rửa để hiểu thế nào là vô thường có rất rất nhiều đệ tử của Đức Phật là tự sát thì quá bi quan nếu cuộc sống như vậy thì không còn gì để đáng sống nữa đó là một cái mặt trái của lối tu tập đó tức là khi bạn niệm bạn suy nghĩ quá nhiều về cái chết bạn đánh mất cảm giác về cuộc sống trong cái um, một cái câu gốc Latin cũng có một cái câu đó là carpe diem tức là hãy vui đi vì ngày hôm nay hãy vui cho hết hôm nay hãy tận ừ. hưởng cái giây phút hiện tại này thì ừ. thầy nghĩ rằng là chúng ta nên sống với cái câu carpe diem đấy hay là uh, memento mori hơn cách chàng mà nói là câu carpe đó carpe diem á là hãy seize the day hãy chụp lấy ngày hôm nay hãy nắm trọn vẹn cái ngày hôm cái ngày mà hôm nay bạn đang sống cái à, câu nói nó về phương diện triết học là nó không chính xác Chứ Chỉ chỉ hiện cái sự sợ hãi sợ hãi cái chết thôi nó là mặt trái của sự sợ hãi cái chết mới nói câu đó còn cái người mà bình tĩnh được hưởng thụ cuộc sống thì không cần phải nói ra câu đó mình cho rằng nó sai như này các bạn khi trong một cái nỗ lực để sống trọn vẹn đó trong nỗ lực đó nó đã bao hàm sự thất bại rồi vì sao ạ đã gọi là nỗ lực là là không thành rồi tức là vì mình đang nỗ lực mà... để chứng minh là mình đang không có. là thời gian là để đã đã đang nỗ lực thì thời gian đã trôi qua mất rồi còn đâu nữa là cái cái nỗ lực á những cái người á muốn thực hiện cái đó bằng cách là hưởng thụ ngày hôm nay như mình nói nói lúc nãy chúng ta không giờ thoát được ngày hôm nay hết chúng ta không thể sống trong quá khứ chúng ta không thể sống trong tương lai mà chúng ta chỉ có thể sống hiện tại câu đó là vô ích bạn có muốn thoát ra khỏi cái ngày hôm đó bạn không có thoát được đâu khỏi gần lắm khỏi gần gì hết đó các bạn đây mãi mãi ngày mai cũng chỉ là một ngày hôm nay mới mà thôi. À, thầy đã có những cái câu chuyện hài nói ngày mai ở đây bán miễn phí đó ngày mai tất cả các mặt hàng trong trong quán này trong tiệm này đều miễn phí thì ngày mai thầy nó quay trở lại để mua thì cái người chủ hàng của nói đã nói là ngày mai mà anh ngày mai mãi mãi là ngày mai ngày đó không bao giờ được Ok Thành ra một anh chàng mà sở thanh nói với cô bạn gái là ngày mai cho cưới em đó, đừng có mừng. Tại vì ngày mai không bao giờ đến. Ngày, mai. ngày đó không bao giờ đến. Nãy thầy có nói tới cái chủ nghĩa khắc kỷ. Như... À, vì cái khắc, khắc kỷ. Thì cái khắc kỷ là vậy. Nó ở đề cao là cái thái độ có thể nói là triết học khắc kỷ á, là một sự chuẩn bị cho cái chết. Họ cho là cái chết là một vật thầy vĩ đại. Và cái cái nghệ thuật sống là nghệ thuật chuẩn bị cho cái chết đó. Thì khi mình chuẩn bị cái chết đó mình phải thật sự bình tĩnh khi nó đến mình hãy trân trọng cái chết sẽ nó đến với mình cho nên á chúng ta phải uh, chuẩn bị đầy đủ cho cái việc hội ngộ đó đó là hội ngộ cuối cùng mà quan trọng nhất cuộc đời chúng ta và nó định đoạt cái chất lượng cuộc sống hiện tại ví dụ nếu mà bạn biết rằng là ví dụ như Seneca đó biết rằng là theo lệnh của hoàng đế Nero là ông ta phải bị tử hình à, thì ông ta đã chọn một cái chết là tự sát thì khi mình chọn cái chết là tự sát như vậy mình có một thời gian để sắp xếp mọi việc tức là mình chủ động công việc là mình đi qua thế giới bên kia bằng cách là phân bố tài sản hay là gì đó ông này tiền thái nhiều nó lúc chết cũng hơi mệt cái okay. phải phân bố tài sản như này nọ rồi kia vào biết thư như là này nọ rồi mô tả như là chuyện nọ viết lại và cái 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 điều quan trọng đối với Seneca và Aurelius đó là những cái danh tiếng mà họ để lại cuộc đời này mới quan trọng đó là thái độ bình tĩnh họ trước cái chết, rồi những lá thư họ gửi bạn bè, những cái tác phẩm triết học họ để lại, cái đó là mới là một lưu truyền hậu thuế. Nhưng mà tất cả những điều họ làm đó, nó phải đặt nền tin tưởng lên sự bất tử của linh hồn là linh hồn họ được bất tử và là tiếp tục đi di chuyển sang một cái thế giới khác với tất cả những điều tốt đẹp họ làm trong thế giới này hiện nay và cái 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 di sản tinh thần của họ là được mọi người nhớ đến đó thì những niềm tin đó nó chỉ có giá trị khi được chứng minh là nó có khả năng hiện thực hóa mà thôi còn bây giờ giả định là chúng ta mất đi rồi đó thì làm sao ta biết được là cái danh danh tiếng ta được tôn vinh theo kiểu gì có thể được tôn vinh cũng thể bị chửi bới chúng ta không không thể biết về chuyện đó Tất cả còn lại chỉ là sự im lặng The rest is silence Thì thì đó là cái câu tuyên ngôn vô, vô thần đầu tiên trong, trong văn học của thế kỷ thời kỳ Elizabeth The rest is silence Không phải là thay đổi tư duy mà làm thay đổi cuộc đời Mình không tin vào điều đó Thay đổi cảm xúc Tuổi trẻ mình phạm rất nhiều sai lầm Hàng ngàn cái sai lầm như vậy nhưng mà nếu cho mình sống lại, mình sẽ phạm lại đầy đủ những sai lầm đó. Đúng là vừa xong thầy nói là cái chết không phải là một phần của cuộc sống. Nhưng mà trong một cái xã hội hiện tại khi mà mọi người không được giáo dục một cách đúng đắn hay là không được ừ. um, nói về, nghe về cái chết quá nhiều hoặc là triết học về cái chết quá nhiều ừ. thì thầy nghĩ rằng là có một cái cái phương tiện nào để giúp cho họ có thể gọi là educated hơn tức là có một cái sự chuẩn bị tốt hơn. Cái một điều cá nhân mình nó tùy vào cái tố chất của của từng cá nhân Rồi, ví dụ uh, ngay lúc còn trẻ đó mình đã học cái khoa ngữ văn anh và sau này mình giảng dạy mình sẽ tập trung kịch Shakespeare thôi thì mình thích nhất là kịch hamlet mình thích và mình mình thích thật sự là thích theo nghĩa thật sự đó là mình rất là đam mê đó mình cái bản nó được viết từ thế kỷ 17 và được viết bằng cái tiếng anh của thời kỳ đó và để chuyển về sang tiếng anh hiện đại rồi mình tập cho sinh viên của mình cả một học kỳ như vậy là chỉ chỉ tập cái vở kịch đó thôi à. thì anh chàng Trần Văn Liên á hiện nay là tổng giám đốc chủ tịch của cái công ty Vinacacao. Cao là nó qua hamlet đó, quay đó. <laughs> và mình phải giải thích cho ta cái ý nghĩa của những đoạn đó thậm chí mình đi rất là cẩn thận mình chọn nhạc cho từng đoạn có nhạc nền đó tại vì định làm phim như cái đó luôn à. thì lúc đó có đạo diễn uh, Khôi nguyên nó tới lê hoàng hoa rồi lê dân rồi mấy người đạo diễn kỳ cựu có đến tham gia bán vé đàng hoàng nha kịch của sinh viên biểu diễn mà bán vé đàng hoàng cho ra ngoài công chúng coi mình mình làm làm tạo diễn với kịch đó mà rất là công phu thì trong đó có những con mà mình thấy lúc mà lúc hầm nói rất là hay câu cuối cùng đó là tất cả còn lại chỉ là sự im lặng the rest is silence thì thì đó là cái câu tuyên ngôn vô thần đầu tiên trong trong văn học của thế kỷ thời kỳ Elizabeth the Renaissance. Lỡ ra người mọi người thì, thì thì cái trầm tư liên tục trong suốt bữa kịch đó và đến là trầm tư về cái chết. Thứ nhất á, sự kiện gia đình của ta là cha anh ta bị mưu sát, đó, mà chú ruột anh ta là thủ bạc Polonius đã giết chết cha của anh ta. Anh ta đang học hành vui vẻ thì nghe báo tin là bố mình đã chết. Ta học ở đó là hoàng tử đang mặc dù có thật nha thì Hamlet mới quay theo lập tức quay trở về để dự tang cha và chuẩn bị lên ngôi hoàng đế thì về tới nơi là một sự kiện rất đặc biệt là Polyus đã lên hoàng đế rồi còn kết hôn với mẹ ruột mình nữa một chuyện rất là loạn luân rồi để chú sao kết hôn với mẹ là sao cái ông này rất là đau buồn trong tờ đau buồn đó thì hồn ma cha Hamlet đã hiện ra và nó kể lại sự thật chú ruột của con đã giết cha lúc cha đang ngủ trong vườn đó đã lấy thuốc độc rót vào lỗ tai của cha mà cha chết trong lúc chưa được rửa tội nên cha phải xuống địa ngục không được lên thiên đường nhiều vụ con là báo thù cho cha tức là cuộc đời của hamlet là tan vỡ luôn kể từ giờ phút đó anh ta chỉ tầm tư về cái chết mà thôi câu rất nổi tiếng là to be or not to be that is a question chết sống hay là chết đó là tất cả là vấn đề đó là quan trọng nhất của vấn đề đó thì chúng ta người ngắm nghĩ ngẫm nghĩ làm ta thì trong đó hamlet là một triết gia mà hôm nay cho rằng là chết có gì đâu giấc ngủ rồi có gì đâu chỉ động giấc ngủ mà thôi Chứ là chỉ là chết nó là giấc ngủ nhưng mà cuối cùng thì khi mà em nó bị đâm chết bị uống thuốc độc bị cho bị lưỡi gươm thuốc độc chết thì em nó cũng nói câu rốt là cuối cùng chỉ là sự em là rash is tức là em không tin rằng có một cái thiên đường hay một địa ngục nào đang chờ đợi mình tất cả cái im lặng cũng tiếp đó là một cái bí mật muôn đời của triết học triết học có có thông thái đến đâu đi nữa là không giải quyết được cái bài toán đó bởi vì cái chết không phải là một phần của cuộc sống nhưng mà cái chết này thầy có nghĩ rằng là nó làm cho cuộc sống hữu hạn hơn do đó con người có thể vì vậy mà tận dụng thời gian của họ ở trên trần gian này và sống tốt hơn lắm không hẳn không hẳn vậy mình cho rằng là không có gì là lố bịch hơn hoặc là thậm chí là bất khả thi khi tìm cách truyền đạt cho trong hệ thống giáo dục á một ý niệm về cái chết nó làm cho cuộc đời trở nên rất là u ám một cách không cần thiết để bản chất cuộc đời đã u ám rồi đừng nên làm u ám thêm bởi những ý tưởng đó thậm chí là chúng ta nên nên nói về cái chết một cách vui vẻ giống như cái ngày lễ hội của người chết ở tại Mexico ừ. cái ngày của những người chết ngay đó là lễ hội tưng bừng vui vẻ rồi uống rượu tequila ra ngoài đường múa nhảy mặc đủ thứ đồ hóa trang vui vẻ cái ngày của những người đã chết đó lại là ngày hội của người Mexico mình cho rằng là chúng ta phải lật ngược cái quan điểm đó nhưng mình nói lúc nãy á thật ra nói về cái chết chính là nói về cuộc sống chúng ta chỉ lật lại mà thôi khi mà mình chúng ta nói về những cái khao khát của con người đó ta đang nói về sự thiếu hụt đó là khao khát và thiếu hụt đã nói về cái chết tức là nó tùy thuộc quan niệm cuộc sống của họ nên cái điều cái điều mình cho rằng đứng được vấn đề giáo dục á phải dạy hướng dẫn cho những người học trò những người còn còn nhỏ còn trẻ tuổi đó họ hiểu ý nghĩa cuộc sống và không qua đó sẽ hiểu được ý nghĩa của cái chết như vậy thì khi bạn hiểu giá trị cuộc sống rồi mà không còn sợ hãi cái chết một cách vô lý nữa Bạn sẽ chờ đón nó Như một cái gì đó Tới một cái một cái cuộc hội ngộ cuối cùng Bạn được chuẩn bị tốt Và bạn không quan tâm tới nó Tại vì nó không phải là một phần của cuộc sống Không cần quan tâm tới nó Chỉ cần nghĩ rằng là chúng ta hãy thật sống tốt cuộc đời này Và sống tốt không phải theo kiểu cặp BDM Mà sống tốt thì nghĩa là Mình nâng cao mình lên Mình phải trải nghiệm những cái ý thức cao cấp hơn đó. Ví dụ như là mình cho rằng đó, cho rằng mọi người có ba loại ý thức giống như cái tòa nhà có ba tầng cái tầng này là ý thức mang tính bản năng tầng thứ hai là mang tính là xã hội và tầng thứ ba là mang tính tôn giáo thì chỉ khi nào bạn đạt tới cái, cái tầng thứ ba tôn giáo bạn thật sự là được giải phóng thoát ra khỏi hết cái áp lực của hai cái này với này là là tình dục là những cái nhu cầu về ăn uống nhu cầu về tình dục rất mạnh là cái tầng tầng cuối cùng tầng này rất quan trọng là nó là cái móng của toàn bộ tòa nhà thì lên cái tầng thứ hai đó, đó là ý thức về xã hội mình phải được mọi người tôn trọng mình đó là nền tảng của hạnh phúc anh không thể hạnh phúc được nếu mọi người coi anh ba gì đó. thật sự ra bạn lên tầng hai đó bạn phải được ít nhất là trong cái nhóm bạn bè của bạn tôn trọng mình đó rồi mình cũng có một nghề nghiệp ổn định tất cả nhiều cái niềm tự tin hay là cái ý thức về phẩm cạnh về phẩm hạnh về đức hạnh của bạn đó, là do người khác ban cho bạn phải có tương tác tốt và thấy người đó gặp mình là tay bắt mặt mừng cười nói chuyện vui vẻ với mình đó còn các sếp á, thì không muốn mình rời công ty nói em trường ơi ở đây làm đi anh tăng lương cho em nha đừng có bỏ anh đi tội nghiệp lắm lại khó kiếm ra người như em vân vân và vân vân những cái đó là những cái mà nó giúp cho chúng ta có sự tự tin bình tĩnh trong cơ thể mình và đó là nền tảng của hạnh phúc hạnh phúc là một sự kết nối hạnh phúc là sự kết nối nó không thể nó không thể tự mình ban cho mình được nó là một phần thưởng của người khác ban cho mình mình cảm giác rất là ổn định mà rất là thăng bằng về tâm lý hạn về con mình Ông nào phải tôn trọng mình đó chính là hạnh phúc nó sinh ra trong từ độ các mối quan hệ nếu mà có quan hệ tốt và cho hạnh phúc quan hệ tốt là như vậy thành ra là thành ra những, cái yếu tố đó mình cho rằng là nếu mà chúng ta thật sự mong muốn giới trẻ nó ý thức là thì chúng ta phải cho họ được tiếp cận nhiều hơn với những thứ nhất đó, là những tác phẩm kinh điển về văn học như mình nói Hamlet này thì ra cái việc mà ta tiếp cận những tác phẩm kinh điển á nó dạy chúng ta rất nhiều theo cái trải nghiệm của bản thân mình dù là triết học hay văn học thì cũng được nhưng những tác phẩm lớn tác phẩm dạy đó một hai câu thôi mình nhớ lại thôi đó. rồi 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 ví dụ trong cái vở kịch Shakespeare Othello đó quá ghen anh chàng thì 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 già mà xấu da đen còn vợ da trắng Desmona rất xinh đẹp nên tao rất là ghen lúc nào cũng sợ mất vợ thành ra cái người kia biết cái đó để đánh gục anh này bằng cách là vu khống cho con này là ngoại tình đó thì này tin vào lời vu khống nó cuối cùng đã giết vợ thì cái câu rất là hay đúng rồi bắt đầu giết vợ đó anh vô nhìn người vợ đang nằm ngủ đó đang nằm ngủ mà cái này góc độ điện ảnh mà quay phim là tuyệt vời luôn nè Otelo mới nói với nhìn người vợ là nhưng mà người vợ rất là sáng nếu vì ánh sáng rất là đẹp thì Othello nói một câu rằng là ta sẽ tắt đi ánh sáng này vĩnh viễn và là tắt đi muôn ngàn ánh sáng khác trong cuộc đời tại vì ghen mà giết như vì ghen là vì quá yêu anh ta tắt đi ánh sáng này của nàng và ta sẽ tắt đi tất cả ánh sáng khác trong cuộc đời của ta bản những câu mình không bao giờ quên đến văn học phải là như vậy nó mới tạo cho bạn một sự chấn động khủng khiếp trong tâm hồn của bạn sau khi đọc xong câu đó đó không có câu nào hay hơn đi diễn tả sự ghen hờn của người đàn ông quá yêu vợ đến mức độ phải giết vợ cái nào là ánh sáng của cuộc đời của ta nào là ánh sáng của cuộc đời của ta ta đã tắt đi ánh sáng đó tức là ta đã tắt tất cả một ánh sáng khác trong cuộc đời này tức là là giống như lại sáng duy nhất của anh chàng mà ta tắt nhẫn tâm để tắt đi ánh sáng đầy trong đời ta tức là tất cả sáng các phải tắt đi nó có gì đó một đại văn hào ca ngợi sư quá đúng luôn một một câu thơ thôi là đủ rồi cái văn học mà văn học văn học cổ điển á nó sự gì nó có giá trị lớn á là nó dạy cho con người những bài học về triết học nhưng thông qua những hình tượng văn học người ta tiếp cận văn và triết học dễ dàng hơn thay vì những cái luận lý rất là trừu tượng rất là cô nghe rất là vô khang nhưng mà văn học đó mình tiếp cận nó dễ hơn và và như vậy đó nên mình cho rằng là phải phục hồi lại cái việc để trong giáo dục á là để cho các cái học 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 viên đó, nó cũng được tiếp cận sớm nhưng nhưng mà nói trong một cái buổi hội thảo về giáo dục khác đó, vấn đề không phải là tác phẩm nó vấn đề là người thầy dạy nữa ừ. anh mới có độ cảm nhận nhất định dạy văn học rất là khó dạy triết học rất khó ở điểm đó cái bản thân cái nội dung nó không khó nhưng nếu mà anh không thực sự thâm nhập anh không thực sự để cho cái tác phẩm nó nó chiếm đoạt cái tâm hồn của anh á thì anh không giờ làm cho cho cái người khác họ có một cái cảm hứng giống như vậy và họ có chịu khó đặt những tác phẩm đó nên lúc còn còn trẻ đó mà nếu bạn may mắn mà gặp những người thầy dạy văn học hay đó thì bạn mới đi tìm một cái đọc hay bạn mới thấy cái hay của nó à, này hay quá phú này rất là chuyện rất là ngắn rất là hay một cái câu chuyện đó nó tóm tắt toàn bộ cái những cái điều mà những cuốn triết học viết ở hàng ngàn cuốn chưa chắc là thì chắc là viết đủ hết cái ý một nhà văn hoặc nhà thơ mà nói một câu như vậy là nó là, nó rất là trọn vẹn nó rất là đủ ví dụ như là mình giảng về tâm lý ái tình trong lớp á để nó không có câu thơ nào hay mà câu thơ của Hồ Dễ đó Tình chỉ đẹp khi còn gian dở đó Đời mất vui thì đã vẹn câu thề đó. Mình thấy câu này hay nhất mà Câu này là diễn tả đúng nhất đó đúng không? Tại vì nó nó gian dở Tức là cái 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 khao khát mà nó chưa trọn vẹn Khi mà khao khát mà chưa trọn vẹn Thì mãi mãi là đối tượng sự khao khát Cái đối tượng không giờ mất Tại chúng ta Về tắc triết học Chúng ta không giờ khao khát một cái thứ mà mình đã có sẵn trong tay Không ai khao khát đi nước để hết Là muốn uống lúc nào cũng được Và rất là hình ảnh của hôn nhân hôn nhân là thứ đã nhìn nó thành lý nước vào rồi nhưng mà một nghịch lý là tất cả mọi người đều đi đến hôn nhân à đi đến mâm muốn đi đến cái thứ mà họ đang không ngờ đi đến cái chỗ cái đoạn đường cuối cùng của tình yêu đó rồi là là lại là hôn nhân hôn nhân là là chuyển vào một giai đoạn hoàn toàn khác và hầu hết chúng ta không có kỹ năng để sống hôn nhân tình yêu thì sống được cái bản năng nhưng hôn nhân là những kỹ năng đòi hỏi là sự hợp tác sự trí tuệ lòng kiên nhẫn, đạo đức, sự bao dung và rất nhiều đức tính mà không ai có sẵn. Hôm nay thì thấy được uh, thầy Dũng, một là các khía cạnh hài hước của thầy, hai là biết là thầy là một người rất là mê đại văn hào Shakespeare rất là uh, có thể trích dẫn uh, rất là nhiều những cái câu uh, mà làm cho mình rúng động và thay đổi về mặt tâm hồn. Um, và em cũng nghĩ rằng là cái tập podcast này uh, cực kỳ có nhiều giá trị đối với các bạn đang uh, đang đón xem và trong những cái uh, giá trị đấy thì uh, em rất là đề cao cái việc là làm sao đấy để cho chúng ta tiếp cận tới văn chương tiếp cận tới giáo dục uh, một cách uh, tự nhiên một cách uh, mình mà không không có phải quá khô cứng không có phải quá luận lý mà đưa nó vào đưa cái triết uh, học về cái chết một cách uh, rất là bình dân một cách uh, dễ Nó nhẹ nhàng ví dụ như là ví dụ như vấn đề là chúng ta thường nghĩ đến cái chết đó, một người thường nghĩ đến cái chết thì thường không ai ám ảnh về cái chết của chính bản thân họ nên trong cái lúc mà lớn tuổi họ thường nghĩ về người thân gia đình nhiều hơn Đã. và nếu bạn lỡ có một cô vợ trẻ xinh đẹp thì bạn nghĩ thêm cái cô này sau này sẽ kết hôn với người khác thì bạn lại đau lòng tức là bạn tưởng tượng ra một thứ kịch bản mà nó không có thật tại dù sao đây nữa chuyện đó bạn không giờ chứng kiến tại nó là không còn là một phần của đời sống ý mà nó lo lắng về những chuyện như vậy là vô ích là vậy đó cái việc cô vợ trẻ của mình có kết hôn không thì mình không thể trả lời được tại lúc mình đã đi đâu mất rồi ở đâu mất rồi thì quan tâm làm cái gì giáo chuyện để làm cái gì để nó vẫn đủ những ngày tháng còn lại của mình nó rất là vô lý để lo một cái việc mà mà mình không thể làm được gì về việc nó tại vì nó không phải là một cái phần của cái cuộc hành trình này còn ví dụ bạn chuẩn bị cuộc hành trình nó chuẩn bị đi uh, đi sapa chơi bạn có chuẩn bị nhiều thứ hưởng thụ cảnh đồ chụp hình xong mình quay về làm hình ảnh Đúng còn cái cuộc đó cuộc hành trình cuối cùng của mình và nó nó không có dính lý gì tới cái phần 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 mà đang sống này đó, thành thật mình có nhấn mạnh cái ý đó và như vậy đó một cái khi mà chúng ta mọi người thường nói rằng cái việc mà chúng ta suy nghĩ về cái chết có khiến cuộc sống mình tốt hơn không á thì mình nói là không hẳn có thể giúp cho mình sống tốt hơn và thậm chí mình lại làm người là sống tệ hơn Thí dụ như trước đây mình không dám hút ma túy Đúng không? Bây giờ chơi luôn bây giờ thì biết mình còn sống mấy tháng mà chơi luôn Thành ra bạn tưởng tượng và cái người mà họ nếu mà họ có tâm lý đón thì là rõ ràng điều đó là một điều xấu hơn là một điều tốt mà nó là nguy hiểm cho xã hội đúng không mình tưởng tượng bây giờ là mình trước đây đó mình nhịn nhục mình bỏ qua mọi việc giờ mình được cái tin nó đằng nào ba tháng nữa là ung thư di căn là tới ốc rồi đằng nào cũng chết thì bạn sẽ làm những chuyện rất là rồ dại không chừng á thành ra cái việc mà cái hậu quả của việc đó là mình cho rằng là nó nó xứng hẳn vậy đâu một cái người đây là một, một, một cái nghịch lý là một cái người mà bản chất của họ tạm gọi bản chất tức là những cái đặc điểm mang tính quy định con người của họ là thiện lành đã thấy vậy thì có nghĩ hay không thì họ cũng thiện lành à thì đằng nào họ có thiện lành họ có nghĩ họ chớ thì họ lại càng thiện lành hơn không chịu ở nào, nào còn có 3 tháng nữa mình ráng làm thêm vài việc tốt nữa giúp đỡ có mình nghĩ có ai cần giúp đỡ không để mình giúp đỡ họ còn cái người đã đã sẵn có cái áp tâm rồi thì lúc đó lại nghĩ đến chuyện mà trước đây họ không dám làm nha nhưng bây giờ họ biết rằng là đằng nào nữa thì ba tháng nữa họ đi họp với chúa rồi ok thì đằng này cũng phải thôi tôi làm luôn cho nó chắc em nào cũng, cũng đi mà thì tôi trước cái đi mình làm luôn cái việc mà mà liệu rằng là cái việc mà ý thức về cái việc đó nó nó có làm thay đổi nó có thể thay đổi nhưng mà thay đổi theo hai cái hướng mà nó đã có sẵn đó, cái người mà bản chất họ đã tốt lành sẵn thì họ sẽ cố gắng làm những chuyện trong phần đời còn lại có thể giúp ai được thì giúp chẳng hạn đó, còn cái cái người bạn chất họ đã ác tâm thì họ sẽ nghĩ bây giờ tới lúc họ sẽ thực hiện những cái điều mà trước đây họ còn còn ngại không dám làm thành ra nó có thể là theo hướng này hoặc hướng nọ chứ không chắc là một hướng ra mình cũng không có khuyến khích cái việc uh, là tư duy về việc đó vả và lại cái cái quan điểm của mình là con người không thể đột nhiên mà ngồi dựa trên một cái chương trình nào đó để mà suy nghĩ về chuyện đó không mình không có tin về chuyện đó mình tin rằng con người chỉ thật sự nghĩ về cái chết khi bản thân họ mới có một trải nghiệm suýt chết chẳng hạn họ bị có tai nạn và trong đó toàn bộ là cái xe hành khách rớt xuống dưới vực mà của mình họ sống sót lúc đó là một trải nghiệm suýt chết họ tưởng là họ nghĩ rằng họ đã chết họ lại được sống lại lúc đó người đó thật sự sẽ suy nghĩ một cái sâu sắc không phải là thay đổi tư duy mà làm thay đổi cuộc đời mà không tin vào điều đó thay đổi cảm xúc không ai tự nhiên thay đổi cuộc đời bằng tư duy hết họ thay đổi cái cảm xúc họ phải có cảm xúc thật sự con người đúng là cái cái sinh thể xúc là cảm xúc qua những gì thầy chia sẻ vừa rồi thì đúng là có rất, rất nhiều insights có rất nhiều những cái nhìn nhận sâu sắc à, lần trước thì em có hỏi thầy một câu đó là ừ. thầy khuyên các bạn trẻ điều gì và thầy nói với em rằng là, là thầy trẻ khuyên gì cả ừ. lần này thì em ừ. muốn hỏi là um, bây giờ thầy uh, thầy tự nhận nhá là thầy ừ. <laughs> <laughs> đang đi qua phía bên kia của nội nội. thầy uh, và trong các khán giả của podcast này thì cũng có rất nhiều người Uh, lớn tuổi có cả rồi các bạn trẻ nữa thì uh, có một cái thông điệp gì đấy thầy muốn uh, đem gửi tới mọi người không? mình đã đi tới cái trạng cuối của cuộc đời rồi thì mình có quyền cho mình có một cái bài Có phát biểu gì đó về cuộc sống đã trải qua thì mình thấy rằng là hãy hãy sống như bạn thích mà thôi. Uh, tuổi trẻ mình phạm rất nhiều sai lầm hàng ngàn cái sai lầm như vậy, nhưng mà nếu cho mình sống lại mình sẽ phạm lại đầy đủ những sai lầm đó những sai lầm liên quan tới phụ nữ những liên quan tới vấn đề tiền bạc à, những điều mà lúc đó mình cảm thấy rất là bị đau lòng và tổn thương nhưng nếu mình được sống lại mình, mình sẵn sàng sống lại tất cả những sai lầm đó vì như mình nói con người người nào mà nói rằng là mình làm chủ số vợ mình đó là một ảo giác rất lớn một ảo giác lớn nhất của mọi ảo giác cho nên mình có làm chủ cuộc đời của mình con người làm chủ một phần thôi con người làm còn có người sống bằng cảm xúc và cảm xúc là do hoàn cảnh nó tạo ra mình đối diện với ai đó mình làm việc với ai đó cảm xúc mình nó khác hẳn nó không phải là dự ý nghĩ uh, thành ra mình mình cho rằng á uh, những lời viên đạo đức á uh, có giá trị rất là thấp trong việc thay đổi hành vi của người khác bản thân họ phải có phải có cảm xúc họ có những trải nghiệm giống như mình vậy đó uh, thật sự như vậy thành ra mình mình có xu hướng trò chuyện nhiều hơn và giảng dạy nhiều những cái câu chuyện mà mình đã từng trải nghiệm mình thấy câu chuyện đó nó hay mà muốn kể lại cho các bạn nghe mà mình muốn các bạn có cảm xúc tại có chỉ có cảm xúc mới thay đổi còn mấy cái mấy cái điều đó nó rất là trừu tượng à, hay hay trong đầu bạn thì mà trưởng tuần sau bạn quên mất à bạn lại đọc cuốn sách khác là bạn thấy cuốn sách này hay hơn đọc cuốn sách khác bạn thấy lại hay hơn nữa rồi mình rồi mình nó những ý tưởng nó có trôi tuột qua đầu mình vậy đó chứ nó không để lại nên chỉ để lại bởi vì ấn tượng cảm xúc thôi xúc cảm cái nhân vật là quá hay cái này cái nhân vật cái câu chuyện đó nó mình thấy nó rất là hay câu chuyện đó ví dụ uh, để kết thúc buổi nói chuyện hôm nay thì mình mình nhớ câu chuyện mình, mình, tình cờ đọc đó mà không nhớ mà đó là một vị thiền sư thiền sư này là son san nghe cái tên thì có lẽ là người hàn quốc nổi rất là nổi tiếng và đến mỹ để giảng bài một vị một anh chàng phóng viên mới phỏng vấn chào, phỏng vấn thì anh chàng này mới nói rằng là có phải ngài là thiền sư đại thiền sư Sơn san không thì người đó đúng rồi sẽ là bậc bậc đạo đây còn anh là ai anh kêu nói là tôi là john smith anh kêu nói no, đó là cái tên thôi mà còn anh là ai nói dạ dạ tôi là phóng viên thì đó là cái nghề thôi mà anh là ai ô tôi 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 là người mỹ đó là quốc tịch thôi anh là ai cái ông kia hết trả lời được cái thiền sư mới nói đó anh đâu trả lời được đâu đó và sao đòi phỏng vấn tôi được rồi khác. bảo tôi lại còn chưa biết anh là ai mà thì mình thấy đó là một điều rất thú vị đó là một cách học thiền tốt nhất mà phải đụng chạm với những đại thiền sư kiểu đó hỏi anh cái lên anh anh u luôn tất cả chúng ta suy nghĩ của đời chúng ta đó nếu mà nó liên quan tới chủ đề hôm nay là gì mình thấy tất cả nó đều không liên quan gì tới mình cái tên của mình đâu liên quan đâu bố mẹ đặt cái nghề phần lớn là nghề chọn mình với mình chọn nghề rồi cái quốc tịch của mình cũng vậy luôn nó tự chọn mình tại mình sinh ở việt nam thì mình quốc tịch việt nam chẳng hạn vậy thôi đâu có cái gì của mình đâu thì hãy suy nghĩ cẩn thận hơn về những cái mà gọi là cái gì là thuộc về mình mà mình là ai thật sự tại vì suy nghĩ về cái chết cũng chính là suy nghĩ về cuộc sống tại nếu mình mình muốn có một cái ý nghĩa nào đó trong cái chết đó thì cái ý nghĩa cuộc sống mình đang làm là cái gì là hiện nay nè chỉ có một cách đặt ngược vấn đề mà thôi suy nghĩ về cái chết cũng chính là sự nghĩ về cuộc sống hiện nay của bạn rất nó đó là một cái cách nói khác các cái giáo hội khuyến chúng ta hãy suy nghĩ theo kiểu ngược chiều đó mình mình nghĩ về cái chết cũng chính là rồi vậy thì cái chết là như vậy thì vậy là sống là gì đó, tại cái câu hỏi trước khi bạn trả lời được câu cái chết là cái gì đó bạn phải trả lời câu hỏi cái sống là cái gì đã trả lời được thì giống hệt như vậy đó, trước khi bạn bắt đầu phê bình ai đó hay bắt đầu nói về thay đổi cái này thay đổi cái nọ nó thì bạn hay thay đổi bản thân bằng cái nó bạn là ai cái đã thì chúng ta mới thay đổi bản thân mình được chứ còn bản thân mình cũng chứ mình là ai sao thay đổi cảm ơn thầy Dũng đã có rất nhiều những cái chia sẻ những cái nhìn nhận sâu sắc về không những cái chết mà cái à, cả cái sống nữa và uh -huh. quý vị các bạn thân mến để là kết thúc cái tập podcast này thì trường rất là mong muốn được đọc một cái đoạn à, đoạn văn ở trích trong cái tác phẩm là một tháng ta rực rỡ ở nhân gian của Ocean Vương và cũng có liên quan rất là mật thiết tới cái câu thầy vừa nói đó là uh -huh. suy nghĩ về cái chết chính là suy nghĩ về cả cái sống. Mà uh -huh. ngược lại, cái đoạn văn đó như sau: Nếu đời sống của một người là quá ngắn ngủi so với lịch sử hành tinh này thì chỉ một cái chớp mắt, như ta nói. Vậy thì những rực rỡ cho dù suốt từ ngày ta sinh ra đến ngày ta chết đi là rực rỡ chỉ trong một thoáng. À hy vọng rằng là quý vị và các bạn đã có những cái giây phút À, cùng chiêm nghiệm và lắng nghe về à, những chia sẻ của thầy Dương Ngọc Dũng về triết à, học về cái chết à, thông qua đó thì à, chúng ta có thể nhìn nhận về việc chúng ta sẽ sống như thế nào trong cuộc đời này à, một lần nữa xin được cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe à, podcast talk show tập à, tập này và nếu như mà các bạn thích nội dung mà chúng tôi làm thì các bạn có thể à, theo dõi trên à, các cái nền tảng podcast như là Apple podcast Google Podcast hay là Spotify cũng như là YouTube và các bạn hoàn toàn có thể lựa chọn uh, theo dõi các cái newsletter của Việt Success còn việc là tìm ở cái phần mô tả ở bên dưới uh, YouTube. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập podcast sau.